Xin chào anh em và cả nhà nhé. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người với clip của channel Cây Cảnh TV nhá. Thì hôm nay mình sẽ quay clip về cây trong vườn mình. Hiện tại vườn mình địa chỉ tại 238 Nguyễn Ách Quốc, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa. Phải di rời mặt bằng nên là mình thanh lý cây lớn, cây cảnh giá cực kỳ rẻ, cực kỳ mềm cho anh em nhé. Đây, đây mình đang quay chính là xanh 5 tầng nhé. Đấy, đấy 5 tầng, chia tầng rất đều luôn, từ trên xuống dưới nha. Đấy nha, chia tầng rất đều từ trên xuống dưới luôn. Đấy, rất là đẹp luôn. Thân thẳng, cây trồng vào chậu 1m, chiều cao khoảng độ 1m8 nha. Đấy, rất là đều và đẹp nha. Thì hiện tại bên mình đang có là 5 cặp nha. 5 cặp xanh 5 tầng này mình xin thanh lý với giá là 4 triệu một cặp nha. 4 triệu một cặp 2 cây. Anh em nào đến lượng thoải mái tại vườn luôn, địa chỉ 238 Nguyễn Ách Quốc, phường Tân Hiệp nhé. 4 triệu một cặp. Hiện tại bên mình có 5 cặp. Thì anh em cứ đến lựa cây nào cũng được. Cứ 2 cây anh em thấy đẹp thì anh em lấy nha. 4 triệu một cặp cho anh em mang về nha. Giá cực kỳ rẻ luôn. Đấy, xanh 5 tầng. Đấy, hiện tại thì nó đang lên lá, anh em thích thì mình cắt tỉa luôn cho anh em trở về luôn cũng được nha. Đấy, còn đây là lộc vừng bóng mát. Đấy, cây cao khoảng độ gần 5m. Đấy, hoành gốc đế rất là to luôn, cây ủ bầu nổi, anh em đến chỉ việc cẩu luôn về thôi nha. Cây này thì ba thân này, tam đa này, một gốc lên ba thân này, phong thủy là cực kỳ tốt này, tàn cây này cũng cực kỳ đẹp luôn. Đấy, mình xin quay tàn cho anh em quay này. Đấy, còn đây nhá, cây lục vừng lớn nhất trong vườn. Đấy, cây duy nhất trong vườn này. Đấy, tàn rất là nhiều luôn, trồng xuống là đảm bảo là mát ngay luôn nhá. Cây này 10 triệu nhá, giá cả còn thương lượng nhé. Anh em cứ đến quay trực tiếp thoải mái, giá còn thương lượng nè. Bên mình có khoảng độ gần 20 cây lộc vừng nhé, cho anh em lựa thoải mái vừa với giá tiền. Tại vì bên mình đang di dời mặt bằng nên là thanh lý cực kỳ rẻ luôn nè. Đấy, đây, cây này thì trước ra rất nhiều bông rồi này. Đấy, ra rất nhiều bông rồi nha. Đấy, lộc vừng bên mình là gốc hoành cực kỳ to luôn. Đấy, đấy, xin quay lên cho anh em này. Đấy, tàn rất là đẹp luôn. Đấy, đấy, rất là nhiều. Quay lên để cho anh em thấy. Đấy, 20 cây lại. Đấy, anh em nhìn thấy không? Từ trên xuống dưới tàn rất nhiều luôn nhá. Đấy, đây là lộc vừng bóng mát. Đấy, hàng này là đã lên bông rồi nhá. Anh em mua về chơi rồi, rất là chỉ việc thưởng thức bông nó thôi nha. Còn đây là xanh dáng trực nhé, xanh dáng trực, hàng chín tay bông. Đấy, mình đã làm tay hết rồi, anh em chỉ việc về nuôi tay cho nó dày lên là đẹp nhé. Thì hàng này bên mình thanh lý là 4 triệu rưỡi một cặp nhé. 4 triệu rưỡi một cặp. Đấy, xanh dáng trực
nha. Đây, nguyệt quế côn nhé, tàn rất là tròn đẹp nhé. Đấy, 400k một chậu nha, 400k một chậu. Đây, còn đây là sung nhé, sung giáng long bên mình thanh lý hết nha. Anh em nào cứ đến thích cây gì lựa, giá cực kỳ phải chăng luôn, để giá cực kỳ rẻ cho anh em luôn nha. Đấy, nè, sung này khoảng độ gần triệu một cây thôi, cực kỳ rẻ luôn nha. Đây, còn đây là mai chiếu thủy này. Đấy, cây cao tầm mét rưỡi, từ dưới gốc lên nữa tầm mét rưỡi. Đấy, tay bông rất là dày rồi, hàng đã thành phẩm lâu rồi, nuôi tay rất là dày luôn rồi. Nha, hàng trồng nhân chậu, anh em mua về không sợ chết chóc gì hết nha, mình thanh lý cực kỳ rẻ luôn nha. Đấy, mai chân thủy 4 triệu một cặp nha, thanh lý cực kỳ rẻ cho anh em luôn. Thì nay mình quay hết qua vườn mình, có những loại nào mình thanh lý mình báo giá luôn, để anh em đến thích là đến lấy thôi nha. Đây, một quế à, ngâu, ngâu này 500 nhé. Ngâu là 500. Đây, vượt quế đấy. Đấy, này, xanh trắng trực đây nhá. Đấy, hàng chín tay bông rất là đẹp nhá, 4 triệu rưỡi một cặp, xanh trắng trực. Đây, xanh trắng trực hàng 13 tay bông, trồng vào chậu mét 2 nhá, giá chỉ 10 triệu. Bộ đế nó cực kỳ đẹp luôn. Đấy, đây, xanh thế 5 triệu một chậu, cả đôn cả chân, thanh lý giá cực kỳ rẻ luôn nha. Đây, lồng mứt chậu mét 2 nhá. Đấy, thanh lý giá cực kỳ rẻ luôn nha, 5 triệu rưỡi một chậu, cực kỳ rẻ, lồng mứt chậu mét 2. Mai chất thủy ghép lồng mứt. Nha, hàng mình thanh lý cực kỳ rẻ cho anh em luôn. Đấy, đây, sư thái. Đấy, hàng đã bẻ tàn thành phẩm hết rồi, thanh lý cũng cực kỳ rẻ luôn, giá chỉ 1,5 triệu một chậu thôi. Anh em nào thích thì cứ đến chở luôn về thôi, giá cực kỳ rẻ mềm luôn. Đây, sung quan sai, sung thế này. Đấy, bên mình thanh lý cực kỳ rẻ luôn nha, giá chỉ 1,8 triệu một chậu thôi. Báo giá luôn trực tiếp vậy để cho anh em quay. Anh em nào đến lấy được thì ủng hộ mình. Địa chỉ tại 238 Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa nhé. Bên mình đang có di rời mặt bằng nên là sổ giá cực kỳ rẻ luôn nha anh em. Hàng gốc đế sung này cực kỳ đẹp luôn nhé. Thì rồi mình cũng quay sơ qua vườn mình rồi đó, các loại cây đang có trong vườn. Thì anh chị em nào có nhu cầu thì ủng hộ mình nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các clip tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.